đây phá rồi đi. Anh Hùng nấu raw fish. Đây con raw fish này các bạn. Raw fish. Thưa các bạn, đây là những cái gia vị mà cần phải bỏ vào để nấu raw fish. Đây là mình muốn ăn thêm xúc xích, bắp, củ hành, cam, sorry là cần, rồi tỏi. Đó, đây là những cái gia vị mà cần phải bỏ vào để nấu raw fish cho nó được ngon. Anh đi ơi. Hey. Anh em hàng năm mới họp mặt một lần lễ phá đề đi. Thì anh đãi cho món ăn raw fish. Nói chung hết luôn ạ. Mỹ nè các bạn, bắp Mỹ rất là ngon, ngon vô cùng. Cay ruột. Đây là quá trình nấu raw fish. Đây là cái nồi để dành để nấu raw fish này. Đây là mình bỏ nước cam. Đó, rồi nước ớt cho nó cay. Biết ngon hay không là cái nồi nước này nè, cái nồi nước này là quyết định cho con raw fish nó có ngon hay không. Đó là bàn tay từ Mỹ. Thời gian luộc raw fish thì không lâu, nhưng mà cái thời gian nấu cái nồi nước này đó, cho khi tỏi, nước cam, cam trái, củ hành
curry xúc xích để cho nó ra nước, nó làm cho cái miệng lại cho cái nồi nước nó ngon. Thì lúc bây giờ đi bỏ rô phít vô xào. Chút xíu nữa bỏ vô sau thì về những phần này nó lẹ chín ha. Cái sầu cảo giá nè, còn đồ cái kho nhỏ còn hết luôn. Mít mà mình bỏ vô cái nồi nước này á, nó cả một nghệ thuật nha các bạn. Là khi các bạn nấu cái nồi nước này niêm rồi nó vừa rồi đó, thì khi mà nước mình mà nó đang sôi ở cái mức sôi tối đa đó, các bạn đổ rô phít vô thì nước nó sẽ nguội xuống. Nhưng mà khi nó nguội xuống đó, chúng ta phải mở lửa cho thật lớn lên để cho nước sôi trở lại. Nước sôi trở lại 4 phút và lúc đó chúng ta đổ nước đá vô, tắt lửa đổ nước đá. Là bởi vì cái nước đá làm cho cái giữa nóng và lạnh nó thay đổi đột ngột đó, thì cái những cái chất mà ngon nhất trong cái nước này nó sẽ rút vào rô phít. Đó là cả một nghệ thuật chứ không phải là mình đổ vô mà mình luộc đơn giản gì mà đem ra không đâu. Này là nấu ngày lễ phát là để ăn gia đình đó nha các bạn, chứ không phải là nhà hàng hay là gì đâu. Không phải nấu quán hay là nhà hàng gì đó, này là chỉ nấu ăn gia đình thôi. Mình bỏ tất cả những cái xúc xích rồi vô bắp vô thì mình đậy nắp lại cho nó sôi lên. Mình mới bỏ vô thì làm cho nước nó bị nguội đi, mình chờ cho nó sôi lại. Đây sau thời gian mà mình đậy nắp lại, mình bỏ rô phít vô xong, mình tắt lửa, mình mở 4 phút mình tắt lửa xong rồi bây giờ mình dỡ nắp lên. Đó, bỏ nước đá vô các bạn. Là mình muốn con rô phít nó cái giữa cái nhiệt độ nóng và lạnh nó thay đổi đột ngột. Đây là đó, 20 phút đó là một cái nghệ thuật là vậy đó. Hầm đây thời gian 20 phút, 20 phút sau mới được vớt ra. Nhờ anh phụ sau 20 phút nãy không không sao lấy được, đỡ phải chịu.
sau 20 phút và coi chuyện nó rớt không đâu giờ rớt ra lên để cho nó ráo nước một tí. Bếp hầm lại rồi, bây giờ mình có được một bàn raw fish. Đây là ghẹ raw fish. Đây là cam. Cam mà sau khi mà nấu raw fish xong mình nó thân tàn ma dại vậy. Té túa dũng gì đây. Còn đây là bắp với xúc xích nói chung với raw fish. OK, mời cả nhà vô.